Sáng nay, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Dự lễ ra quân có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự tỉnh. Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Lực lượng công an tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng kích động gây rối an ninh trật tự, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, tham mưu giải quyết dứt điểm, ổn định các vụ việc mâu thuẫn, tăng cường các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, phát hiện ngăn chặn kịp thời tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.